Hello, xin chào tất cả anh chị em cô chú đã quay lại kênh YouTube ô tô Hình Bến Tre của em ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay em sẽ quay một em xe giới thiệu đến anh chị, đây là em Mitsubishi đời 2007 ngay chủ. Em này là 4x4 nghĩa là hai cầu nha anh chị. Hai cầu và bánh treo bản đủ, thương hiệu là Gồ Tông, máy Mitsubishi. Đó, để em quay một vòng chi tiết bên ngoài cho anh chị em mình tham khảo và xem xét cho em chiếc xe này đẹp hay xấu chỗ nào. Hôm qua giờ rất nhiều anh em điện em kêu em quay chi tiết đi mà do thời gian lưu em không có thời gian. Mâm lớp vỏ ngon nè, gầm bệ chuẩn nè anh chị thấy không? Đó. Bốn cái kính cửa nè, keo chỉ nè, còn luôn nè. Em bán 92 triệu à. Kính bấm nha, kính bấm ngon lành nha. Gương kính chỉnh điện nha. Vô lăng 4 chấu nha, chạy đúng ô đô 151.000 nha. Máy lạnh nè, nghe nhạc nè, hai cầu nè và hai dàn lạnh luôn. Một chiếc xe cả một biển trời công nghệ. Đó, đồ chơi rất là nhiều luôn. Mà lại 92 triệu không thấy ngờ luôn. Cái giá em đọc là thật sự mà nói nhiều khi anh em mình giật mình luôn á chứ. Quá là rẻ luôn. Keo chỉ anh chị nhìn nè. Hai cầu chạy cực kỳ sướng luôn nha anh chị nha. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh đầy đủ. Đó, rảnh rảnh em sẽ quay một chi tiết full chiếc xe này luôn cho anh chị mình nhìn nè. Đó, hai dàn lạnh còn quay bình thường. Lạnh teo luôn nha anh chị nha. Máy rất là êm luôn, gầm bể đẹp, để em quay cái gầm cho anh chị mình nhìn nha. Nhìn xa xa như Highlander vậy. Đó, máy Mitsubishi mà, tí xíu em sẽ quay cái phần máy cho anh chị mình nhìn. Gầm rất là đẹp luôn. Gầm chắc nịch luôn nha anh chị. Đó, anh chị em nào yêu cứ alo cho Hình qua số điện thoại nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái phần máy cho anh chị em mình coi nha. Đó, giật cabo đề lên nè. Giật cabo đề lên. Chạy mới 151.000, máy êm lắm. Đèn đèn đẹp ghê luôn. Đèn đèn đẹp lắm anh chị nha. Đó. Anh em nhìn dòng máy ngon ghê chưa? Đó, nó tải máy lạnh đó nha anh chị. Máy này em không nghe tiếng động luôn á. Cái bô này bự nặng quá trời luôn. Để em lấy cây chống. Em chống chống cây lên cái anh. Chấm mạnh lấy chèn chấm lên nha. Rồi để xuống. Đó. Bà chủ à, bà chủ của em á. Để em tắt cái máy lạnh nè. Tắt máy lạnh là chiếc xe đang còn êm dữ nữa và không nghe tiếng động luôn á. Máy ngon lắm anh chị ha. Để quay cái gầm, nãy quên quay cái gầm cho anh chị nhìn nha. Nãy quên quay ha. Cái gầm ở trong là anh chị nhìn đã đẹp rồi. Đẹp cực kỳ luôn á. Cái gầm này không có một chiếc mục luôn nha anh chị nha. Bao luôn, bao gầm không thấy một chiếc mục luôn. Em quay ở trên, quay xuống, ở dưới quay lên cho anh chị nhìn nè. Tại vì ở xa quay nó phải chuẩn nè, anh chị nhìn gầm đẹp nè. Đẹp ghê chưa? Xe là hai cầu nha anh chị. Giá bán 92 triệu, trời ơi, rẻ ghê chưa? Cái máy nữa anh chị em nghe nè, không nghe tiếng động luôn. Cái máy là, cái bình là bình mới luôn nè anh chị. Không có một cái hiện tượng đổ hơi, đổ khói gì luôn. Nên mua chưa? Nên mua chưa? Máy Mitsubishi nè, anh chị nhìn nè. Đó. Ok chưa? Máy Mitsubishi. Máy lạnh là lạnh teo, anh chị em nhìn cái ống đồng đó nè, ướt kẹp nữa không? Phải biết lạnh đó nè. À không? Máy nè, Mitsubishi. Đó. Máy nổ là không thích rung lắc luôn, bình là bình mới luôn. Mà giá tiền lại rẻ nữa. 92 triệu à, có 7 chỗ đi đời 2007 mà lại ngay chủ luôn. Anh chị em nào yêu cứ nhắc máy alo cho Hình mình. Đó, em quên quay cái nóc, để quay cái nóc cho anh chị em mình nhìn luôn nè. Nóc nè, nóc mới toanh luôn nè. Đó, cực kỳ mới luôn. Anh chị em nào yêu thì cứ alo em nha. Đó, em vui em chạy thử em máy dầu, máy xăng. Máy xăng 7 chỗ ngồi, máy Mitsubishi, thương hiệu Gồ Tông Mitsubishi. Kính bấm nè. Vô lăng 4 chấu, kèn kêu cũng khá lớn. Ô đô chạy 150.000 cây. Hiện tại thì xe là hai cầu. Mình đang đi là một cầu thôi, có lúc hai cầu đó anh chị ha. Máy lạnh nghe nhạc đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha anh chị nha. Túp lô túp ly đẹp, có màn hình, có cái dàn lạnh thứ hai luôn. Máy chạy rất là nhàn anh chị, nhìn anh chạy nè không, nhàn ghê chưa. Đèn bo cua nè, đó bo cua nó chạy theo đã ghê không. Đó là tiệm em đó chị không. Bây giờ để em quành về tiệm cho anh chị mình nha, rồi em sẽ quay chi tiết cái em xe này. Rồi ông em chạy xe kiểu gì trời. Trời ơi, quá tay thiệt chứ. Em này chạy là thôi tuyệt vời luôn, máy em vô.
máy ngon. Xe này em chấm máy ngon nha anh chị. Anh chị em nào yêu thì cứ nhắc máy alo mình ha. Video chi tiết em